Việt Nam có rất nhiều làng nghề truyền thống. Làng gốm Bát Tràng Hà Nội là một trong số ấy. Đây còn là một địa chỉ du lịch được nhiều du khách biết đến. Nếu gốm Bát Tràng chủ yếu là những sản phẩm phục vụ cuộc sống hàng ngày, thì gốm Chu Đậu, Hải Dương lại được lưu giữ ở các bảo tàng của nhiều quốc gia. Không mang vẻ đẹp lộng lẫy như gốm Bát Tràng, gốm Bầu Trúc Ninh Thuận đại diện cho dòng gốm thô, đẹp, mộc mạc, chân chất như chính những con người đã tạo ra chúng. Bên cạnh các làng nghề gốm là làng đá mỹ nghệ non nước Đà Nẵng. Các tác phẩm đá mỹ nghệ non nước có sự giao thoa giữa nền văn hóa người Việt cổ và văn hóa Champa. Đòi hỏi sự khéo léo hơn cả là nghề kim hoàn, trong đó làng Trạm Bạc Đồng Sâm, Thái Bình đã có từ thế kỷ 15, đến nay vẫn giữ nguyên danh tiếng. Vào thời Nguyễn, các nghệ nhân Đồng Sâm đã vào tận Huế để chạm trổ cung kiếm, trang sức cho triều đình. Nổi tiếng không kém về chất lượng sản phẩm là làng nghề kim hoàn Kế Môn, Huế. Cũng là những sản phẩm làm ra từ kim loại, làng nghề đúc đồng Phước Kiều, Quảng Nam lại tạo ra nhiều chủng loại sản phẩm phục vụ cho việc tế lễ hội hè. Trong lĩnh vực đồ gỗ mỹ nghệ, làng La Xuyên Nam Định nổi tiếng với nghề mộc. Những người thợ La Xuyên từng tham gia xây dựng cung đình từ thời vua Đinh và đến nay vẫn duy trì nghề truyền thống này.